Quý vị và các em, và hôm nay là một ngày mưa vào giữa tháng 9 và tôi lại có thời gian để biên tập video cho quý vị cùng xem. Và khung cảnh tôi đang đứng đây đó là một cái vùng núi xa xôi, một vùng trời hẻo lánh của đất nước Việt Nam ở phía Tây Bắc. Và mời quý vị và các bạn lao vào chúng ta cùng xem luôn, cùng đọc luôn. Tôi nhặt cóp được cái bài này là ở cái chỗ Facebook của một anh bạn. Anh bạn này không phải bạn tôi đấy nhá, tôi tìm thấy trên mạng thôi. Là ở bên du học sinh của Australia, bên nước Úc. Đề bài là tả về bố mẹ em. Vào buổi tối, ba mẹ em đánh nhau. Mẹ em tát vào mồm của ba em. Và ba em giật tóc mẹ em và nói: "Đưa cái kéo cho bạn." Em liền đi tìm khắp nhà nhưng không thấy. Em liền chạy qua nhà bác hàng xóm để mượn cây kéo. Sau đó ba em cắt tóc mẹ em. Tiếp theo mẹ em đã khóc, nhưng mẹ vẫn khen em: "Mày giỏi lắm." Cô giáo có phê khá dài vào đây là: "Về xem lại dàn ý và làm lại bài. Bài tả bố mẹ chú ý tả hình dáng, tính cách tốt của bố mẹ mình. Không nên tả những cái xấu." Đúng. Nhưng mà là khổ là lúc đang tả thì thấy bố mẹ đã đánh nhau thì cũng phải tả cho nó thực chứ nhỉ. Các bạn và anh chị em có nghe thấy tiếng tạch tạch ngoài kia không? Hiện nay thì trời đang mưa, mưa từ tối hôm qua đến giờ đó. Và tôi có lang thang tìm được mấy bài này. Trường tiểu học Đông Đô thứ 6 17 tháng 8 năm 2019, lâu lắm rồi đấy. Bạn là Lê Thu Trang. Đề bài: "Em hiểu thế nào về câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn?" Bài làm: "Câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn cho ta thấy nước ta có nguồn nước dồi dào. Nước rất quan trọng trong đời sống chúng ta. Cây cối cũng cần nước, ví dụ trâu, bò, gà, vịt. Không có nước thì con người sẽ chết. Câu tục ngữ trên khuyên ta sau khi uống nước xong cần phải nhớ nguồn để lỡ may bị ngộ độc còn biết cách mà xử lý. Do vậy chúng ta không nên uống nước bẩn, chỉ có chó mèo mới uống được. Vì khi chó chết chứ có phải em chết đâu." Đúng. Con chó nó chết chứ, nó uống nước bẩn nó chết, có phải em chết đâu. Lạc đề 3 điểm. Lạc đề là đúng rồi. Ở trên tờ báo quản trị mạng này thì còn có rất nhiều bài hay, tuy nhiên tôi trích là mình ít thôi. Đề: tả một dụng cụ lao động. Chiếc xẻng nhà em có rất nhiều công dụng để hốt rác và còn dùng để xúc cứt chó nữa. Đề: miêu tả về bố. Bố em có một hàm răng vàng. Hàm răng vàng luôn chỉ bảo em những điều hay lẽ phải. Đây là một đoạn văn ngắn của một bạn cấp 2. Bạn này là học lớp 7-3 trung học cơ sở Quang Trung năm 2016, lâu lắm rồi. Đề bài: hãy tả lại cảnh ra chơi trong trường em. Bài làm: tung tung tung, tiếng trống trường vang lên, các bạn ùa nhau chạy ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ. Chỗ này các bạn đang nam đang nhảy dây, chỗ kia các bạn nữ đang đá cầu. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chửi: mẹ, má. Ôi dồi ôi. Hết. Cô giáo có phê vào là: tí nữa cô phát bài em lên phòng giám thị gặp cô nhé. Coi như là xong rồi đấy các bạn nhỏ này. Chào anh chị em và các em học sinh. Mình là làm video về các bài văn của học sinh. Bài văn nào lạ, thú vị và hay ho một chút thì mình sẽ đọc lên. Tất nhiên là những bài văn mà mẫu 9-10 điểm thì tất nhiên đọc lên thì nó cũng tốt thôi. Mình ý đồ đưa những bài văn kiểu này lên là cho... Ê, nói gì đấy con? Nói gì đấy? Thì đưa lên đây để cho anh em chúng ta thấy được cái sự thú vị, cái sự ngây ngô của các bạn nhỏ và không có một cái ý gì xấu đâu nhá các bạn nhá. Thật ra là tôi rất thích những cái bài văn mà nó ngây ngây của các bạn học sinh. Và tôi biết tôi thích làm chủ đề đó thì một số người đã gửi cho tôi. Cụ thể là hôm qua tôi nhận được một tập nhỏ thế này này. Đây là bài thi của một số bạn ở một trường nào đó nha các bạn nha. Tôi xin giấu tên là không biết ở trường nào.
chúng ta cùng xem qua. Nhìn này, bài thi của các bạn rất là ngắn. Ngắn, cực kỳ ngắn các bạn ạ. Đó. Không hiểu sao học sinh bây giờ họ viết văn ngắn thế không biết. Và chúng ta cùng đọc thử xem nào. Gia đình có 6 người, ông bà, bố mẹ, em, anh. Bố em làm nghề nông, bố em đi làm. Xuống dòng, em có yêu. Hết, 2,5 điểm. Quá. Cái này bảo văn à? Mà vẫn được 2,5 điểm chứ, mới chết chứ. Ờ, hậu quả của các bạn chơi điện tử đây mà. Gia đình em có 5 người, ông bà, bố mẹ và em của em. Ông em đi thuê, bà em đi chăn trâu, bố em làm ủy ban, mẹ em làm vườn, em đi học. Ông em tên Nâu, bà em tên Tương, bố em tên Đợi, mẹ em tên Chuyên, em tên Tâm, em tên Châu. Em rất yêu gia đình của mình. Ôi dồi ôi, văn kiểu gì sao mà lại giống như là hãy liệt kê gia đình của em vậy. Còn đây là quá ngắn luôn các bạn ạ. Không viết hoa được dòng này. Gia đình em có 6 người, ông bà, bố mẹ. Em là em, bố em làn nghê nông, hoa nông lúa. Mẹ em làm nghê ruộng. Thế mà vẫn được 2 điểm mới chết chứ. Trời ơi. Nào. Bố em trồng ngô, trồng khoai tây, trồng lúa, trồng cam, trồng táo. Chấm rồi. Được dừng rồi. Hàng ngày bố mẹ em làm cơm cho ăn, bố mẹ làm quả cam cho ăn. Gia đình bố mẹ anh ông bà em. 2,5 điểm. What? Tiếp theo. Gia đình em gồm 6 người, bà em, ông em, bố em, mẹ em, anh em nữa. À, bố em làm nghề nông, mẹ em ở nhà để cho em đi học nuôi gà, nuôi vịt, nuôi chó. Em rất yêu gia đình em. Cái này viết một đoạn văn 3 đến 5 câu kể gia đình người em. Thì bạn ấy thì viết được mệnh thế là cũng tạm tạm thôi, nhưng mà vẫn đang còn ngắn lắm. Bố mẹ chú gì, em làm nghề nông trồng lúa hàng ngày, bố mẹ chú gì đi cắt cỏ cho bò ăn, những việc này có thể làm bò lớn để làm thịt cho em ăn. Ồ, tình cảm của gia đình em rất yêu thương nhau, em rất yêu gia đình của em. Phải cuối cùng này. Gia đình em có 4 người, bố mẹ, chị em trong gia đình, trong sai này. Em người em yêu thương nhất là bố. Hàng ngày bố em đi làm xa để kiếm tiền cho em ăn học, những ngày nào em cũng giúp mẹ nấu cơm. 3 điểm.